Thưa quý vị, một bài viết khác rất tếu lầm của tác giả Dương Quốc Chính. Kính mời quý vị cùng theo dõi quân xâm lược ác ghê. Anh em bò đỏ, dư luận viên và ngay cả anh em thiện lành lâu nay vẫn lên án đế quốc Mỹ tàn ác để xảy ra thảm sát Mỹ lai giết bao nhiêu người dân vô tội. Và tương tự như vậy với lính Hàn Quốc rồng xanh mảnh hổ cũng giết dân nữa và còn nhiều vụ khác nữa. Mỹ và chư hầu giết dân thường Việt Nam thế thì đúng là ác rồi không bằng cãi gì nữa nhưng nói đi cũng phải nói lại nha Mỹ nó vào Việt Nam Cộng Hòa phải đem theo hàng chục tỷ đô để viện trợ kiến thiết Việt Nam Cộng Hòa hàng nó cũng phải làm cái xa lộ đại hàng mấy chục km đây. lính hai nước đó cũng phải giúp dân Việt Nam Cộng Hòa nhiều việc hình ảnh đầy rẫy trên mạng kia hơn nữa có phải bà dân nào nó cũng giết đâu nguyên nhân sâu xa là vì cái gì là do chiến thuật chiến tranh nhân dân em bé bà già cũng có thể cầm súng cầm lựu đạn để đánh ám sát đối phương cái chiến thuật này là của bên phía cộng sản ấy, thưa quý vị cho nên cái bọn lính bọn hàng nó đâu có phân biệt được đâu là dân mà đâu là lính dân thì bao che cho việc cộng mà đánh nó là nó giết sạch cả dân thôi không có lửa thì làm sao có khói trong các trận càng bọn Mỹ và Trừ Hầu đều phải gọi loa, phải rải truyền đơn để dân thường chạy ra khỏi vùng chiến sự, tức là cái vùng tự do oan tạc Dân nào mà không chạy là cố tình ở lại đánh Mỹ hoặc là bị Việt Cộng bắt ở lại để giúp họ. Lính ngoại quốc nó giết dân mình thì không có gì lạ, chiến tranh ở đâu mà chả có. Thế nhưng bộ đội Việt Nam giết dân Việt Nam thì sao? Sao bò đỏ hay anh em thiện lành không chửi? Đó mới là cái điều đáng lên án hơn. Ví dụ nha, các vụ đánh bom khủng bố của Việt Cộng vào nhà hàng Mỹ Cảnh, vào đại sứ quán Mỹ, ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, đều ở những nơi công cộng cả. Dân thường người Việt chết oan nhiều gấp mấy lần người Mỹ. Mỗi vụ cũng dâm chục người chết chứ không ít. Các trận đánh lớn như mậu thân vào khắp các đô thị miền Nam một cách bất ngờ. Dân thường chết như rạ. Thảm sát ở Huế vài ngàn dân. Trận mùa hè đỏ lửa năm 72 dân cũng chết hàng vạn. Quý vị cứ Google xa lộ kinh hoàng mà xem cái hình ảnh dân chạy loạn chết la liệt vì pháo của quân Cộng sản. Rồi cái đợt tổng tấn công năm 1975, dân chạy loạn theo lính cũng chết hàng vạn. Việt Cộng nã pháo vào đoàn quân dân hỗn loạn đấy. Đấy chính là bộ đội là đặc công Cộng sản giết dân Việt Nam Cộng Hòa. Anh em có biết điều đó không? Còn nhiều vụ khác nữa không kể hết được đâu. Mình cho là chả có lính nào mà cố tình giết dân làm gì cả, đều là sự cố không mong muốn chiến tranh mà. Nhưng đánh giá thì phải khách quan, Nhìn nhận thì phải cả hai chiều, quân địch giết 3 thì quân ta giết 10, người Việt giết người Việt không đáng xấu hổ hơn sao? Anh em rêu rao là lính Trung Quốc, lính Liên Xô, lính Bắc Triều Tiên không có vào Nam giết người Việt, chỉ giết lính Mỹ thôi. Thế nhưng anh em cũng nên nhớ là lính Việt Nam Cộng hòa cũng không có ra Bắc giết dân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đâu. Rồi kể từ năm 75 đến năm 95, sau khi tiếp quản Việt Nam Cộng Hòa, phía Cộng sản có đầu tư được vào đó bằng 1 phần 10 bọn đế quốc đầu tư từ cái khoảng năm 54 đến năm 75 không? Hay là chỉ có lấy bớt đi thôi? Vào vơ vét về đấy. Hỏi tức là trả lời rồi. Tóm lại, bọn đế quốc đầu tư vào Việt Nam Cộng hòa nhiều mà giết ít dân Việt Nam Cộng hòa, còn phe cộng sản đầu tư ít mà lại giết nhiều dân Việt Nam Cộng hòa hơn nếu tính cả dân chạy loạn di tản chết oan đấy nhé. Luận điểm nữa mà bò đỏ hay rêu rao là Việt Nam Cộng hòa hèn nhát để mất Hoàng Sa vào tay Trung Cộng. Mỹ bật đèn xanh cho Trung Cộng lấy Hoàng Sa nên không tin được bọn Mỹ được. Thực ra thì chính Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm mất Hoàng Sa đó vì cộng sản năm 74 đánh Việt Nam Cộng hòa gần chết hết rồi à, đánh Mỹ cút khỏi Việt Nam Cộng hòa rồi thì Việt Nam Cộng hòa không còn Mỹ bảo vệ không còn lực để mà giữ Hoàng Sa nữa đất liền còn sắp mất thì quan tâm gì đến cái đảo chim yến nữa ha? nhà bạn đang bị cướp rồi thì bạn có chạy ra bảo vệ cái trụ hàng rào nữa không đây toàn là những sự thật cả có dẫn chứng có hình ảnh đầy đủ mình chỉ viết ra đây để anh em hiểu sự thật khách quan hai chiều biết địch biết ta công tội phân minh biết không phải để mà khoét sâu thêm nỗi đâu mà để ngậm cái mồm lại